Chúng ta cùng nhớ lại là cái câu chuyện của tiền xử lý dữ liệu, có nghĩa là chúng ta giả sử chúng ta có một cái đầu vào là một tập cái dữ liệu thô sơ mà chúng ta đã thu thập được. Trong buổi hôm trước thì chúng ta đã lấy ví dụ là chúng ta có một cái chúng ta có thể thiết kế một cái bộ dữ liệu một cái bộ tự động thu thập cái dữ liệu từ trang web được, đúng không? Thế thì sau khi thu thập chúng ta sẽ thu được một số các cái dữ liệu dạng thô sơ. Đấy. Thế thì để chúng ta có thể sử dụng được ấy, thì chúng ta cần thực hiện cái bước là tiền xử lý. Và cái bước đó nó sẽ giúp ta đưa về cái dữ liệu thô sơ về một cái hình dạng có thể sử dụng được cho các cái mô hình của học máy. Ví dụ như là chúng ta đưa nó về cái dạng vector hay là dạng ma trận hay là một cái dạng nào đấy có cấu trúc. Rồi. Thế thì cái việc tiền xử lý dữ liệu ấy, thì đây là một bước không thể tránh được. Thế thì khi chúng ta thực hiện các cái bước đó thì có một vài cái tính chất mà chúng ta cần phải đảm bảo trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện tiền xử lý dữ liệu. Cái tính chất đầu tiên là tính đầy đủ của các cái mẫu dữ liệu. Thế thì mỗi một cái mẫu dữ liệu khi khi chúng ta thu thập ấy, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo là các cái trường thông tin trong cái mẫu đó nó phải có đầy đủ các cái giá trị. Trong một số các cái bài toán ấy, thì chúng ta có thể thu thập được một số các cái trường thông tin, thế nhưng mà một số trường khác thì có thiếu. Và như vậy là lúc đấy chúng ta sẽ phải cần phải tính làm sao để có thể đảm bảo được cái chuyện này. Bởi vì nếu mà thiếu thông tin ấy, thì một số các cái mô hình hay là một số phương pháp và thì một số phương pháp học máy hay là phân tích dữ liệu nó có thể là không làm việc được, và như vậy là chúng ta sẽ phải giải quyết cái chuyện này. Một cái vấn đề thứ hai là tính trung thực. Có nghĩa là những cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được ấy, thì phải đảm bảo là nó chứa những cái giá trị mà nó mô tả đúng với thực tế. Đấy. Thì cái điều đấy là cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được nó bị sai hoặc là nó bị điều hướng theo một cái ý định nào đấy, ví dụ thế, thì lúc đấy thì những cái kết quả phân tích về sau thì nó không không còn đảm bảo tính tính trung thực, hay là không không còn đúng với thực tế nữa. Thực tế thì nếu mà không cẩn thận thì có thể là chúng ta sẽ bị vướng một vài những cái cố ý của một số đối tượng, ví dụ thế, thì họ sẽ tạo ra những cái dữ liệu mà nó bị sai, bị nhiễu hay là bị cái điều hướng gì đó, và như vậy là những dữ liệu đấy thì nó không mô tả được đúng đúng với thực tế mà chúng ta muốn thu thập. Đấy. Và như vậy là chúng ta sẽ phải cần đảm bảo cái chuyện này, thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể hy vọng chúng ta thu được những kết quả phân tích mà nó sát sát với thực tế, hay là chúng ta muốn xây dựng những cái hệ thống mà nó có tri thức mà có thể dùng được. Đấy. Một cái thứ ba là tính đồng nhất. Thế thì cái dữ liệu trong thực tế thì có thể là nó ở nhiều cái kiểu khác, nhiều kiểu khác nhau, hoặc là nó được biểu diễn một cách khác nhau. Chẳng hạn như là một cái rating của một cái khách sạn, ví dụ thế, thì hai cái hệ thống khác nhau thì dùng dùng hai cái tập tập giá trị khác nhau. Chẳng hạn như là một nơi thì dùng các con số để người ta đo đạc cái rating của nó. Thế còn một chỗ khác thì người ta dùng là A, B, C, chẳng hạn như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ cần phải giải quyết cái chuyện này khi chúng ta đưa vào một mối để chúng ta phân tích. Và như vậy chúng ta sẽ cần phải lựa chọn một cái cách biểu diễn
thống nhất cho toàn bộ các cái nguồn dữ liệu. Đấy. Thì cái chuyện này thì đôi khi nó sẽ diễn ra, và đây chính là một cái loại không thống nhất, và đôi khi nó làm khó cho cái việc phân tích, và chúng ta sẽ phải làm điều chỉnh lại những thứ này. Và những thứ này nó diễn ra khi mà chúng ta sử dụng nhiều cái nguồn dữ liệu khác nhau. Đấy. Và chắc chắn là khi các bạn thu thập, chẳng hạn như là chúng ta thu thập dữ liệu từ các cái trang web khác nhau, thì sẽ rất dễ dẫn đến cái chuyện này. Và như vậy là chúng ta sẽ phải thực hiện một cái bước là chuẩn hóa lại cái dữ liệu. Đấy. Thế rồi cái dữ liệu khi mà chúng ta tiền xử lý, sau khi chúng ta chuyển tiền xử lý thì nó phải có cái hình dạng cụ thể, hay là nó phải có cái cấu trúc cụ thể. Chẳng hạn là chúng ta đưa về cái tất cả sau quá trình tiền tiền xử lý thì chúng ta phải đưa nó về dạng dạng các cái vector, ví dụ thế. Hay là chúng ta đưa nó về một tập các cái bức ảnh mà có chung một cái kích cỡ và có chung một cái định dạng, ví dụ thế. Đây. Và như vậy là chúng ta phải chọn một cái định dạng cụ thể để chúng ta đưa tất cả dữ liệu thô sơ về một cái hình dạng như thế. Thì đấy là bốn bốn cái điểm mà chúng ta cần chú ý khi chúng ta đưa cái dữ liệu thô về một cái hình dạng và có thể sử dụng về sau. Rồi, thế thì chúng ta có thể có nhiều cái cách tiền xử lý khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta thực hiện một vài cái bước làm sạch, chúng ta tích hợp, rồi chúng ta có thể thực hiện một vài cái bước biến đổi dữ liệu. Tất nhiên cái biến đổi đây thì đôi khi là chúng ta sử dụng những phép biến đổi đơn giản, hoặc là đôi khi chúng ta phải sử dụng những phép biến đổi phức tạp. Bây giờ chúng ta hãy xét cái bước đầu tiên là làm sạch. Rồi thì khi mà chúng ta lấy dữ liệu từ các cái nguồn nào đấy thì nó sẽ ở những cái dạng rất là thô sơ, và như vậy là chúng ta sẽ cần phải thực hiện loại bỏ bớt những thứ dư thừa, hoặc những thứ bị nhiễu, bị lỗi, ví dụ thế. Chẳng hạn như là một cái nguồn những cái dữ liệu đôi khi nó có thể là không đáng tin, hoặc là nó bị sai, hoặc là nó phản ánh không đúng cái vấn đề cần giải quyết, và như vậy là chúng ta sẽ cần phải loại bỏ nó đi. Thế rồi nhiễu lỗi thì cái điều đấy đôi khi là chúng ta không thể tránh được. Thế thì nếu mà trong cái tập dữ liệu ta thu thập được ấy, nó có một vài những cái mẫu mà nó hình như là bị nhiễu, ví dụ thế, hay là ngoại lai, và như vậy là chúng ta có thể tìm cách chúng ta phát hiện và chúng ta loại bỏ nó đi. Và tất nhiên thì đôi khi cái ngoại lai và nhiễu nó rất dễ hiểu lầm, nhưng mà đôi khi thì nó lại có cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Những cái mẫu dữ liệu ngoại lai thì có thể nó lại mô tả một cái gì đó rất là đặc biệt trong cái tập dữ liệu, hoặc là trong cái không gian dữ liệu. Thế nhưng mà cái nhiễu ấy, thì đôi khi nó cũng tạo ra những cái thứ ngoại lai như thế, và như vậy là hai cái thứ này nó rất rất dễ là bị hiểu nhầm với nhau. Và khi chúng ta thực hiện các phân tích thì những cái nhiễu hoặc là lỗi thì nó rất dễ nảy sinh, hoặc là nó làm cho các phương pháp phân tích là dễ bị overfitting, hoặc là những cái vấn đề khác. Và như vậy là chúng ta cần thực hiện một số bước để chúng ta làm sạch cái dữ liệu. Tất nhiên là cái việc phát hiện ra nhiễu lỗi thì đôi khi nó cũng không dễ đâu. Tùy vào cái bài toán ấy thì chúng ta có thể tìm ra được, hoặc là đôi khi là chúng ta có thể không thể biết được là cái mẫu nào nó là ngoại lai hoặc là nhiễu. Thế thì có một số những bài toán ấy thì khi các bạn thu thập dữ liệu thì có thể các bạn sẽ gặp những cái mẫu mà nó bị thiếu. Có nghĩa là trong một cái bản ghi thì chỉ có một vài những cái trường
là chúng ta có giá trị, thế còn một vài những trường khác là chúng ta không có giá trị. À, và như vậy là nó sẽ tạo ra những cái mẫu mẫu dữ liệu bị thiếu. Và cái điều này thì cũng rất là khó tránh trong một số những ứng dụng gần đây, đặc biệt là khi các bạn thu thập cái dữ liệu từ từ các cái hệ thống online, ví dụ thế, thì cái việc bị thiếu thiếu bị thiếu bị trống là rất rất hay diễn ra. Và như vậy là chúng ta cần phải thực hiện tiến hành là giải quyết cái câu chuyện này, bởi vì không phải cái phương pháp học máy nào nó cũng có thể làm việc tốt với những cái dữ liệu bị trống hay là bị thiếu như này. Thế thì làm nào? Có những bài toán ấy thì những cái giá trị bị trống bị thiếu ít, và như vậy là chúng ta có thể nghĩ đến cái chuyện là chúng ta bỏ cái mẫu dữ liệu đó đi và chúng ta không đưa nó vào phân tích. Không ạ? Và như vậy là trong trường hợp mà có một vài cái mẫu thôi thì lúc đấy chúng ta có thể bỏ nó đi. Thế còn có một vài những bài toán thì phần lớn những cái mẫu phần lớn những cái phần tử hay là những mẫu dữ liệu trong tập tập dữ liệu ấy, thì nó đều bị trống hay là bị thiếu, và như vậy là chúng ta không thể bỏ được, đúng không? Chúng ta sẽ phải dùng hệ rồi dùng để đưa vào phân tích, nếu mà bỏ thì chẳng còn gì cả. Và như vậy là làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết, liệu chúng ta có cách nào chúng ta điền nó vào không, điền vào những chỗ trống không, ví dụ gì. Và khi chúng ta điền ấy, thì chúng ta phải đảm bảo là những cái mẫu dữ liệu sau quá trình điền thì nó vẫn mô tả được cái thế giới khách quan, có nghĩa là nó vẫn có cái ngữ nghĩa chính xác đối với cái không gian dữ liệu ấy. Rồi, đây là một cái ví dụ minh họa. Chúng ta thu thập các cái bản ghi nó tương ứng với các cái dòng ở đây. Thế thì mỗi một cái mẫu dữ liệu này thì nó có một vài cái vị trí trống mà chúng ta không thu thập được. Thế còn những chỗ khác thì chúng ta lại thu thập được. À, ví dụ thế. Thì đây là một cái ví dụ về cái tập dữ liệu nó bị trống. Hay là tiếng Anh người ta gọi là missing. Đây chính là những cái missing value. Rồi. Thế thì để chúng ta điền thì cũng có một vài cái cách mà chúng ta có thể nghĩ đến. Chẳng hạn chúng ta phải xem trong cái bảng dữ liệu, và dựa vào kinh nghiệm thì chúng ta có thể tìm ra cái giá trị và chúng ta điền. Và như vậy là đó chính là cái cách chúng ta điền bằng tay. Tất nhiên đấy thì không phải cái bài toán nào chúng ta cũng có thể làm như thế. Một cái cách khác là chúng ta có thể gán một cái giá trị đặc biệt nào đấy mà các cái giá trị mà cái giá trị đó nó không không xuất hiện trong trong cái tập dữ liệu này, chẳng hạn như là cái thuộc tính A6 này, cái miền giá trị của nó là từ từ 0 cho đến 3, ví dụ thế. Thế bây giờ chúng ta hãy gán một cái giá trị nó nằm tách biệt hẳn cái miền giá trị này. Ví dụ là chúng ta gắn vào chỗ trống là 100. Hay là đây cái thuộc tính này nó chỉ là từ hoặc là 0 hoặc là 1, ví dụ thế. Và như vậy là cái vị trí trống chúng ta sẽ gắn một cái giá trị 100 vào, chẳng hạn như vậy. Thì đấy là một cái cách mà chúng ta có thể nghĩ tới. Hoặc là chúng ta có thể gắn cái giá trị trung bình vào chỗ trống. Thế thì giá trị trung bình thì ví dụ chúng ta có thể tính trung bình theo theo thuộc tính theo cái cột, ví dụ thế. Cái chỗ trống này chúng ta sẽ lấy trung bình và các giá trị đã có trong cái cột này chúng ta điền vào. Và ở đây cũng tương tự như vậy. À. Thì đây đấy cũng là một cái cách khác để chúng ta điền. Hoặc là chúng ta cũng lấy cái giá trị trung bình để chúng ta điền vào. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta xét và đối với cái bài toán phân loại thì chúng ta có thể tính giá trị trung bình cho từng lớp, rồi chúng ta lấy cái giá trị đấy điền vào cái mẫu giá trị, cái mẫu
cái mẫu mà nó thuộc cái lớp tương ứng. Chẳng hạn như là cái mẫu này nó thuộc lớp dương, và như vậy chúng ta sẽ điền cái giá trị trung bình của cái lớp dương vào đây. Thì đấy là một cái ý tưởng khác để chúng ta có thể điền ra giá trị vào. Và tất nhiên là khi chúng ta dùng nhãn thì cũng có nghĩa là đó là chúng ta đang xét cái bài toán phân loại. Thì đây đấy là một một vài cái cách rất là đơn giản, và chúng ta có thể dùng nó vào các cái bài toán. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến một vài các phương pháp nó phức tạp hơn, chẳng hạn chúng ta dùng các phương pháp trong học máy hay là phân tích dữ liệu, chẳng hạn chúng ta dùng phương pháp hồi quy, hay chúng ta sử dụng các cái phương pháp suy diễn Bayesian ví dụ đấy, thì chúng ta điền vào đây. Thế nhưng mà các phương pháp đấy nó lại phức tạp, và như vậy là chúng ta lại có thể phải dùng những cái kỹ thuật phức tạp hơn cái việc tiền xử lý dữ liệu. Và tất nhiên cái hiệu quả của nó thì chúng ta cũng chưa chưa biết như thế nào cả. Thế thì đây là một vài những cái gợi ý để chúng ta có thể thử nghiệm và chúng ta điền bây giờ những cái giá trị thiếu vào trong cái bảng dữ liệu của chúng ta. Tất nhiên thì cái hiệu quả của mỗi một phương pháp ấy thì chúng ta cũng không thể biết trước, và chúng ta cần có cái cách để chúng ta đánh giá đối với cái bài toán của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới có thể chọn cho mình một cái phương pháp, một cái cách làm tốt nhất. Và mỗi một cách này nó sẽ tạo ra một cái kiểu biểu diễn dữ liệu khác nhau. Và mỗi một kiểu biểu diễn dữ liệu thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Và như vậy trong các bạn lại nhớ lại trong cái buổi trước chúng ta đã biết cái định lý no free lunch đúng không? Thì chúng ta không thể nói trước là cái phương pháp nào là tốt hay là cái phương pháp nào là luôn tốt, mà chúng ta cần phải đánh giá cụ thể vào cái bài toán của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới mới có thể biết được, và chúng ta mới có thể chọn được cái cách biểu diễn to. Rồi, đến đây thì có bạn nào có câu hỏi gì không? Thế khi mà chúng ta thực hiện cái việc làm sạch cái thì chúng ta cũng chú ý cái tính tính đồng nhất của cái dữ liệu. Thế thì khi chúng ta làm sạch, chúng ta loại bỏ hay là chúng ta điền, thì chúng ta cũng chú ý là khi đối với một cái thuộc tính thì chúng ta cần dùng duy nhất một cái cách biểu diễn thôi, chứ không phải là dùng nhiều cái cách biểu diễn như này. Và